Hello mọi người. Hello. Đây mình mở cho. Bảo ăn sáng xong học, học bây giờ lại ăn tiếp. Ok. Ba ăn gì vậy? Ba ăn gì? Ba giới thiệu đi. Ba ăn McDonald's breakfast. McDonald's breakfast nó bán mấy đồng, hồi xưa nó bán 5 đồng, bây giờ nó bán mấy đồng Lan không biết, mà sáng ông xã Lan mua cho nó ăn. Sáng Lan cũng ăn một phần vậy, ba nhà nhà ba người mà ăn không hết hả con ha. Bây giờ vẫn còn đây là cái trái dưa gan, trời mình thích ăn dưa gan lắm mọi người, nhưng mà mình mua ít khi nào mà mình mua được trái dưa gan ngon lắm. Thì hôm nay mình sẽ bổ trái dưa gan này ra mình ăn, mình để 2-3 ngày mình thấy trái này nó chín nè, tại vì nó đủ già, cái cuống nó nứt ra nè mọi người. Cái cuống nào mà mình mua mình thấy cái cuống nó khô mà nó nứt ra là trái dưa gan nó già đó. Còn trái dưa gan mà mình mua mà cái cuống này nó tươi á, về nó không có chín mà nó thúi. Thì hôm nay mình mua được cái trái này mình thấy nó ngon quá, nó chín nó mềm. Hôm qua mẹ hồi tối mẹ nói mà làm phong mẹ nói hồi tối mẹ nói hôm nay mẹ làm pumpkin pie mà. À pumpkin pie, làm pumpkin bread, làm bánh mì pumpkin á, để mẹ từ từ mẹ làm chứ. Cái này nó thơm mà nó chín nó ngon lắm, mấy bữa mình mua về nó bị sượng không à, ăn không có ngon. Thì giờ mình sẽ cắt cái trái dưa này ra mình ăn rồi mình kể chuyện nhau mọi người nghe. Bữa giờ tại sao mình không có làm video, bận á mọi người, với lại trời nấu ăn hoài, nấu ăn ra cũng không có người ăn, có hai vợ chồng ăn hoài không hết. Hôm kia Lan làm bánh bèo, hôm nay bánh bèo vẫn còn trong tủ lạnh luôn, không có ăn hết. Nếu như mình làm sao mình cái gì mình cũng làm nhiều nhiều cái ăn không hết. Trời hôm qua thì ăn cơm, bây giờ bữa nay khỏi nấu ăn luôn, còn đồ ăn trong tủ lạnh ăn cho hết. Con mình bây giờ học online đó mọi người. À, nó học ở online thì mỗi ngày gặp cô giáo có nửa tiếng thôi, nhưng mà mình là người hai vợ chồng phải phụ dạy nó, chỉ nó làm bài tập bà cô giáo phải cho đó, thì mình phải chỉ nó làm, còn mình không có thời gian nữa thì mình chớp. Chứ giờ mình nhận mình học rồi, mình nhận mình cho nó đi học thì mình phải chỉ nó làm bài tập để cho nó học, với lại nó có việc nó làm mỗi ngày đó, cho nên cho nó con học ở nhà bố mẹ rất là cực đó mọi người. Đang nói chuyện mà bảo làm đổ nguyên một cái hộp syrup từ trên đây đổ xuống, đổ đi clean mới xong giờ quay lại. Trời đất ơi, mở ra nó ăn hắt xuống đất luôn rồi, đổ tùm lum tà la. Nhà mình tính đổi nhà là nhiều năm rồi đó mọi người. Mình tìm nhà từ lúc mình chưa sinh Bảo à. Lúc đó mình cũng tính tìm nhà tại mình muốn mua nhà riêng mà nó có vườn. Ở cái khu này thì nó chỉ có cái khúc đất về sau nhỏ nhỏ thôi chứ nó không có vườn. Mình muốn đổi cái nhà nó có cái vườn để mình thích trồng cây, trồng rau, trồng này kia, nó có ánh nắng chút đó. Ngoài vườn ngoài sau thì nó không có cái nắng. Với lại mình muốn là có cái phòng ở dưới nhà. Ông xã mình thì bây giờ mua nhà muốn có phòng ở dưới nhà. Rồi có hồi xưa tiêu chuẩn của mình mua nhà đó, nó cao lắm mọi người. À, phòng bếp rồi phải nhìn ra vườn, phòng ngủ phải nhìn ra vườn, rồi cái nhà bao nhiêu size cái bao nhiêu, rồi cái lót đó, cái đất bao nhiêu, rồi cái giá, quan trọng là cái giá tiền mua cái nhà hồi xưa mình định ra là bao nhiêu, nhưng mà giờ nhà nó lên gấp đôi rồi mọi người. So với những năm mà mình bắt đầu mình đi tìm nhà đó, nhà bây giờ giá nó lên gấp đôi. Mình tìm hoài không có cái nhà theo cái tiêu chuẩn của mình á, thì mình phải hạ cái tiêu chuẩn xuống. Mình phải hạ cái tiêu chuẩn xuống rất là nhiều. Thế là mình thấy cái nhà được là đúng có cái vườn là mình mua. Chứ mình không có theo cái tiêu chuẩn là cái phòng ngủ phải đẹp, hay là cái phòng ngủ phải hướng ra vườn, hay là cái bếp phải hướng ra vườn gì nữa. Đại khái là mình bỏ bớt cái tiêu chuẩn mình xuống. Sau một thời gian tìm nhà thì mình bỏ tiêu chuẩn mình đi rất là nhiều. Các bạn có biết ở thành phố Phan Valley này á, ở này mình đang ở thành phố Phan Valley, với những cái nhà mà nó đẹp đẹp á, thí dụ người ta đã sửa sang lại chút đỉnh á, thì cái giá mình mua á, cái giá người ta đăng á, mình phải trả thêm 50 tới 100 ngàn đô la mà vẫn không mua được. Rất là khó mua nhà hiện tại. Cái giá nhà bây giờ, thí dụ mình muốn mua cái nhà 1 triệu á, mình phải chuẩn bị khoảng 1,150,000. Tại vì mình muốn mua 1 triệu, mình đi coi cái nhà 1 triệu, tới khi mình mua mình phải trả giá thành 1,1 triệu người ta mới bán đó mọi người. Có những cái nhà mà nó trả trên 50 ngàn người ta cũng không mua được, trả trên 100 ngàn cũng không mua được. Còn những cái nhà cũ mà mình chịu sửa thì mình cũng thương lượng trên 50-70 ngàn gì đó. Đại khái là phải trả trên cái giá nó giá trị của căn nhà người ta đăng á, thì
trên 50 đến 100 ngàn mới mua được cái nhà. Trời ơi, nhà bây giờ rất là hot nha mọi người. Thì mình cũng đi coi nhà quá chừng luôn. Cuối cùng thì hai chồng mình cũng chọn được một căn nhà. Chọn được một căn nhà nhưng mà chưa biết là có mua được hay không. Hiện tại cái nhà cũ của mình đang ở là nó đang sửa lại cái mái. Nó sửa mái nguyên một cái khu này luôn đó mọi người, khoảng 90 mấy căn, gần 100 căn. Thì nó sửa một trung bình nó một cái mái nhà khoảng 20 mấy ngàn. 20 mấy ngàn thì nó tính tổng cộng luôn khoảng 100 căn á, thì HOA nó trả. Nếu mọi người không biết HOA là cái hội nó chăm sóc cái khu nhà ở của mình á, thì cái HOA nó trả khoảng hơn 1,7 triệu để sửa hết cả cái khu đất, khu nhà ở này. Sau đó nếu mà mình mua được nhà mới á, thì mình sẽ sửa sang lại nhà này. Hồi trước giờ mình kêu ông xã mình chứ hai vợ chồng mình sửa nhà đi để mình ở, chứ mình không ở nữa thì mình bán. Nhưng mà hai vợ chồng mình cứ lần lửa hoài rồi mọi người, lười lười có cái là bụi á mọi người, mình sợ nhất là bụi. Với lại mình ở mọi người, mình sửa là mình phải dọn dẹp gọn gàng lại để cho người ta sửa rồi dọn da dọn vô, mình sợ dọn dẹp á, cho nên cũng lười rồi không có làm. Không làm bây giờ mình nghĩ tới khi mà mình bán nhà mình phải sửa nhà sơ sơ để mình bán. Mình mà sửa cái nhà sơ sơ cho nó đẹp đẹp lên á, người ta mua, người ta vô, người ta mua, người ta thích, người ta mua nhanh lắm, và mình bán được cái giá cao hơn là cái nhà cũ nữa đó. Cho nên bây giờ nếu mà mình mua được nhà mới thì mình cũng phải, tương lai hai chồng mình sẽ sửa lại cái khu khu bếp của mình ngồi và sơn sửa nhà lại để bán, rồi có thể sẽ dọn nhà mới, mua được nhà mới thì sẽ dọn. Cho nên là sắp tới là mình nghĩ là mình sẽ rất là bận rộn. Cái dưa này nó dẻo nè. Mình ăn dưa gang mình thích ăn không như vậy à. Mình chấm đường ăn cũng được mà nhiều đường quá nó ngọt. Ăn không không nó ngọt ngọt sơ sơ mà nó thơm. Không thì dầm với sữa. Sữa ống thọ. Ngon, cái dưa gang này ngon lắm. Mua nhà bây giờ ở bên Mỹ á, bây giờ có tiền người ta cạnh tranh bằng tiền mặt đó mọi người. Ai mà có tiền ở nước ngoài người ta vô, người ta bỏ tiền mặt, người ta mua nhà tiền mặt á, người ta mua nhanh lắm. Nhiều người mình thấy họ giàu ghê, họ mua nhà bằng tiền mặt không mà mọi người. Là mình không có mượn nợ đó, mình mua lẻ lắm. Cho nên nhà bây giờ ở cái khu mình ở rất là hot, mà rất là hot, nhiều người mua tiền mặt á. Không biết làm sao mà nó hot dữ không biết luôn á. Ngộ quá, cái dưa gang này sao nó không có hột nhiều á. Nó như vậy thôi à. Bỏ vậy bỏ tủ lạnh nó lâu lâu cầm cục ăn ngon lắm. Bây giờ mình lấy một ly đá này mình làm dưa gang vô cái ly đá này để mình dầm ra mình ăn, làm dưa gang dầm. Mua một được một căn nhà mà ở lâu dài á khó lắm mọi người, lựa theo cái tiêu chuẩn của mình rất là khó. Nhưng mà may mắn là mình lựa bao nhiêu năm nay trước khi sinh bão, trước khi Covid tới giờ, cuối cùng mình cũng lựa, cũng tìm được một căn. Nhưng mà mình đang chờ coi thử mình có mua được hay không. Nhiều nhiều chuyện lắm mọi người, mua nhà nó rắc rối nhiều chuyện lắm. Khi mà mình vô á, mình mua rồi á, mình muốn mua cái căn nhà rồi á, là mình lo lắng đủ thứ và mất ăn mất ngủ luôn. Không phải về vấn đề tiền bạc không mà về giấy tờ, về đủ thứ hết. Đó, chứ có ông xã mình làm cho mình cũng không biết luôn á. Mình chỉ cần cái gì cái mình ký vô thôi à, cần chữ ký thì mình ký. Chứ mà trời rất là rắc rối. Nhưng mà nhà đó có cái vườn đẹp lắm, cái vườn nó rộng rãi lắm, mình nghĩ là mình sẽ trồng được rất là nhiều cây á mọi người. Thôi, cậu quay cũng được. Ừ, cỡ ngon quá không? Có những nhà nó xây mới rất là đẹp những cái thành phố khác á, nhưng mà đi xuống khu Việt Nam á, Phước Lộc Thọ đi rất là xa, cuối cùng là mình lại
thôi chọn về dưới đây. Ở thành phố này thì nhà cũ mình phải sửa lại, nhưng mà tiêu chuẩn của mình nó xuống rồi. Bây giờ mình chỉ cần nhà có cái vườn rộng và nhà có cái khu sinh hoạt gia đình nó gọn gàng, nó đầy đủ cái không gian á, rồi nó có vài phòng để mình ngủ vậy được thôi. Mình sơn sửa hay mình làm gì theo cái chi tiết á thì mình tự làm, chứ còn mà biểu mình kiếm cái nhà sẵn mà y như cái ý mình muốn á, không có luôn. Cái này là dầm đá này, nó lại xẹp cái đá nó xẹp xuống, bây giờ mình phải bỏ thêm vô, mình phải bỏ thêm vô nữa, cắt thêm vô đây. Ăn cái này mát lắm á, cái trái dưa gang này hồi xưa mình còn nhỏ mình ăn cái trái dưa gang còn non á, trời ơi chấm nước mắm ăn ớt, ăn giống như dưa leo chấm mắm ớt gì đó, nó ngon lắm mọi người. Mình ăn cái mình nhớ miết này, hồi đó còn nhỏ cái thời mà trăng thanh gió mát buổi tối á, đi ra ngoài vườn cái hái cái trái này vô nè, xong rồi chấm nước mắm ớt rồi ăn ăn nhớ miết tới giờ luôn á. Chua ngọt lắm, ngọt mà lạnh lạnh mát mát ăn ngon lắm. Bảo à, xui Bảo nó không biết ăn trái cây là gì á. Bây giờ chắc mình làm video ít lại đó mọi người. Hồi xưa mình làm mỗi ngày 1 cái, xong bây giờ mình cách ngày mình gian 1 cái, bây giờ chắc tùng 1 cái quá, chưa biết nữa. Tại con mình nó học là chính á, mình phải giúp nó, nhiều khi giúp nó xong rồi mình làm công chuyện nhà, nấu ăn nó rồi cái hết giờ luôn, nó mệt, nó ước gì một ngày có 48 tiếng á mọi người. Mà nó còn trách là mẹ không chơi với con, mẹ không chơi với con cứ vậy á, mất thời gian. Hôm nay mục đích của mình là ăn cái trái dưa gang này, chơi chơi nói chuyện tâm sự với mọi người và chia sẻ một chút về cái vấn đề mà mình sắp mua nhà, cho nên mình cũng hơi bận rộn. Mình sẽ ra ít video lại và bây giờ mình bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye. Đang ăn cái này.